Chào các bác, ngày hôm nay thì bên em về hàng 65Q726 của 2021. Một trong những mã hàng sử dụng công nghệ màn hình QLED, chạy hàng nhà rồi, khá là tốt của Tesla trong năm 2021. Trong clip này em sẽ review rất là nhanh để phục vụ các bác. Đấy là rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn subscribe để theo dõi các clip em quay, đánh giá cũng như cập nhật, giới thiệu các dòng TV mới bán trên thị trường. Cảm ơn các bác. Trước khi đi vào chi tiết thì cái khác biệt của con TV này đó là chính là cái khả năng tùy chỉnh vị trí lắp đặt chân đế. Tùy vào mặt kệ ngắn hay dài thì mọi người có thể di chuyển đấy, ra sườn hoặc vào vị trí trung tâm của TV như thế này. Sau 65P725 ra thì một mẫu Tesla nữa với giá thành đắt hơn khoảng 2 triệu cũng rất là đáng để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Đây là mẫu Android, màn hình 65 inch, độ phân giải 4K và có thêm cả công nghệ màn hình QLED quang tầm đốt. Cái công nghệ màn hình quang tầm đốt này thì em đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong khá các clip đánh giá về các dòng TV của Samsung, của Tesla. Đặc thù hiện tại trên thị trường thì chỉ có Tesla và Samsung là có công nghệ màn hình chấm lượng tử mà thôi. Đối với của LG thì đó họ gọi cái công nghệ màn hình chấm lượng tử là LaloCell. Ngày hôm nay thì em sẽ đánh giá khá là chi tiết cái mã hàng 65Q726 này để phục vụ mọi người. Nhu cầu mua TV dịp cuối năm rất là cao. Các bác thường sẽ khá là phân vân với kích cỡ màn hình, cũng như là muốn lựa chọn những chiếc TV có đầy đủ các cái công nghệ phù hợp với cả cái số tiền, cái mức tài chính mà các bác sẽ gọi là đáp ứng. 65 inch và 20 triệu đổ về thì lựa chọn cái mã TV nào tốt, bền, đầy đủ các tính năng thông minh thì đây sẽ là một trong những cái mẫu TV như vậy. Q726 có giá thành là 19.890.000, một trong những mẫu TV mới nhất của năm 2021. Con này thì có thể tương xứng so sánh với cả 65C725, cũng là mã của 2021 này. Tesla ra mắt một loạt các cái mẫu TV bán trên thị trường và tùy vào kênh phân phối thì nó sẽ có những cái tên khác nhau. Con C725 và Q726 này thì đều có sở hữu cái thiết kế là chân đế kim loại. Và Q726 thì còn có thể là tùy chỉnh cái vị trí lắp đặt của chân đế. Các bác có thể là để chân đế ở gần trung tâm của logo Tesla, hay là di chuyển cái chân đế kim loại ra ngoài, phía ngoài, gần sát với cả góc bên dưới của cái màn hình TV. Cái việc tùy chỉnh chân đế này thì nó sẽ phụ thuộc vào gia đình nhà mình có mặt kệ dài hay là ngắn. Ngắn thì các bạn để được, mà dài thì cũng không có vấn đề gì cả. Q726 của 2021 thì có thời gian bảo hành 3 năm và có chính sách dịch vụ sau bán là lỗi 1 đổi 1 trong 1 năm. Tức là trong 1 năm đầu các bác dùng gặp lỗi từ phía nhà sản xuất, tức là gặp lỗi liên quan đến nhà sản xuất thì các bác sẽ được đổi mới tại nhà. Bất cứ các bác đặt TV tại đâu, ở đâu trên cái lãnh thổ Việt Nam này. 2021 thì em có giới thiệu một loạt các dòng như P725, C725, C726 và dòng Q này thì chính là cái dòng C. Q và C thì chỉ khác kênh phân phối thôi, còn đâu về cơ bản thì thiết kế cũng sở hữu thiết kế tràn viền, viền kim loại, tràn viền ba cạnh viền kim loại. Cái bề ngoài của nó thì khá là bóng bẩy và sang trọng. Với những chiếc TV có cái màn hình tràn viền thì các bác treo tường hay là các bác để kệ thì cũng sẽ rất là tôn dáng. Cái thiết kế như vậy thì giúp cho cái màn hình nó mỏng này, khung hình xem rộng hơn. Đấy, một chiếc TV mà không có cái giới hạn về màn hình, không có sự gồ ghề hay là cái phần lỗi khối của những cái viền dày như các năm về trước thì sẽ tôn thêm cái vẻ đẹp cho căn phòng của các bác. 19.890 thì các bác sẽ còn được sử dụng cả điều khiển thông minh tích hợp tìm kiếm giọng nói của cái dòng này. Các bác có thể tìm kiếm giọng nói tiếng Việt hoặc là giao tiếp với cả TV qua trợ lý ảo. Cái điều khiển này thì các bác có thể là sử dụng trợ lý ảo bằng cách cầm điều khiển, hoặc là các bác cũng không cần cầm điều khiển với công nghệ AI. Các bác đứng trước TV có thể ra lệnh qua trợ lý ảo của Google, ra những cái câu lệnh chuẩn thì TV có thể mở ứng dụng, tắt ứng dụng, khởi động các chương trình, hay là tăng giảm âm lượng, tắt bật TV. Cái thao tác trợ lý ảo này thì các bác chỉ cần biết các câu lệnh thôi là ngay lập tức có thể ra lệnh cho TV rất là dễ dàng và mượt mà. Q726 thì còn có các công nghệ chuẩn xử lý chuẩn hình ảnh như Dolby Vision và cho chất lượng âm thanh sống động, chân thực với cái Dolby Atmos.
Những dòng TV của TCL thì tích hợp cái công nghệ loa khá là hay, bởi vì nó tích hợp cái đây các bạn nhìn này, Onkyo, một trong những thương hiệu loa nổi tiếng của Nhật Bản. Âm thanh ở trên Q726 thì nghe tiếng trầm khá là chắc, tiếng chép cao, và các bác xem phim cũng không cần nhất thiết phải có thêm sao ba. Đó là cái khác biệt. Hệ thống các cổng kết nối của nó thì có đầy đủ các cổng như cổng USB, cổng HDMI, cổng tai nghe 3.5 hay là cổng mạng có dây. Cái cổng này thì sẽ giúp cái quá trình các bác kết nối với các thiết bị ngoại vi rất là dễ dàng và đơn giản. Cổng tai nghe 3.5 thì có thể tách âm thanh ra loa vi tính, ra âm ly để hát karaoke. Cổng USB để cắm xem phim, xem nhạc, xem ảnh qua USB. Các cổng HDMI có tới 3 cổng HDMI để cắm các thiết bị bên ngoài. Đấy, USB, cổng mạng có dây đầy đủ rồi. Mẫu TV này thì về cái chất lượng hình ảnh thì nó có độ phân giải 4K. Và hơn hết là cái độ trong. Độ trong trên màn của Q726 thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả P725. Đấy, thì mã TV này thì sẽ có cái thời gian bảo hành 35. Và tại Ecomart thì các bác mua hàng thì sẽ được lắp đặt miễn phí tại khu vực thành phố Nội. Trong một tháng đầu các bác dùng, gặp lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi mới tại nhà. Đấy, cảm ơn các bác.